Hello anh em nhá. Đây hôm nay em mới về cho anh em một lô họa mi mộc này. Đây em lên hình trước hai em này cực kỳ mong mỏi luôn các bác nhá. Đây. Để anh em xem qua chim một tí này. Bây giờ này em chỉ cần xùy mái cái nó hót này các bác này. Đây nhá. Rất là mong mỏi luôn. Đấy, anh em thấy không? Hai em này gọi là căng nhất đàn luôn các bạn. Đấy, xùy mái cái là nó hót. Đấy, em ngồi cũng ngay gần thôi. Đây, cho bác xem kỹ đầu mặt của nó trước nhá. Đấy, em này rất là mau mỏ này. Đấy, anh em nhìn họng này, họng đỏ. Điện rất là căng các bác nhá. Đây. Đấy, đầu bằng đầu mặt đẹp nhá. Mau mỏ hót tốt. Đấy, anh em nào chơi chim hót thì chơi em như này là rất hợp lý này. Đấy, em này rất là đẹp luôn. Đấy, chân tay móng mỏ đầy đủ nhá, chim không tật lỗi gì nhá các bác nhá. Đấy, đầu mặt đẹp. Đấy, về hôm nay trời nó hơi mưa nên em còn chưa cho tắm được cơ các bạn. Đây. Em này gọi là em bên trái. Đấy. Bác nào kết thì alo. Còn đây em cho các bác xem tiếp em bên phải này. Bên phải này thì đấy, bạn đuôi khá là to và dài các bác nhé. Đấy. Chim cũng mau mỏ và hót rồi. Đấy. Mới về mà chưa tắm rửa gì đâu. Ra giọng rồi các bác nhé. Là rất là mau mỏ luôn. Cứ xì mái cái hót. Đấy. Ở trong hộp các bác nhé. Em này đầu mặt không xuất sắc một tí tẹo nào luôn. Đấy. Chim nhảy rất là khôn. Đấy, mộc nhảy nhưng mà rất là khôn, không đâm mặt các bác nhá. Không đâm mặt vào lồng. Đấy, móng nước đầy đủ hết. Hai em này các bác nào kết thì alo cho em nhá. Cực kỳ mau mỏ luôn các bác. Về nhà anh em chỉ cần treo chữ thoáng, anh em xì mái cái là nó hót. Đấy, đây em để trong học tập trung nhá. Mà em ngồi thì gần đây em xì mái cái là nó hót ngay rồi các bác. Đấy. Đấy chưa, chim ở nhà hót nhá, nó đấu lại chim thuần ở nhà luôn. Đấy, anh em thấy đỉnh không? Đấy, hai em này. Trời hôm nay nó hơi mưa một chút. Đấy, nên là em quay trong hộp này thôi. Các bác kết thì có thể alo nhá. Em bên trái hoặc bên phải bác nào kết alo cho em số điện thoại 0978767689 các bác nhá. Đấy, hai em họ mi cực kỳ mau mỏ đây, em xì mái cái nữa này. Anh em thấy đỉnh không? Chỉ cần anh em xì mái cái là hot mà để trong hộp nhá. Nếu anh em cho ra lồng tìm một chỗ nào gốc cây gì này thoáng thoáng một chút, anh em treo ra. Đấy. Anh em xì mái hoặc là anh em bật tiếng chim đực hót là nó hót ra luôn. Đấy. Bữa hai chim rất là mau mỏ. Đấy, tổ chất rất tốt. Đấy, anh em kết alo nhá.